hello, xin chào tất cả mọi người. thì hôm giờ cũng khá là lâu rồi mọi người, mình không có up một cái video nào để cập nhật uh, cá bên mình ha. thì tại vì mình không có đủ cá để cung cấp cho mọi người. Uh, thì ngày hôm nay mình sẽ cập nhật một số dòng cá mà hiện tại uh, bên mình đang có ha. Uh. thì bữa nay mình cập nhật cũng gần 20 dòng cá nha anh em. thì cái dòng đầu tiên ha uh, là dòng Dumbo Coi Tay To. cái dòng cá này cực kỳ là hot luôn nè anh em. mình lên bao nhiêu cũng không đủ ha. Uh. thì ngày hôm nay mình lên được bốn50 uh, cặp. Uh thì cái giá mình bán cho anh em làm giống là 120k một cặp ha anh em nào mà bắt được 5 cặp thì mình sẽ bán cho anh em là 500k nha anh em thấy cái đầu con cá máy và cái đầu con cá trống á cái lên cái đầu coi cực kỳ là tốt luôn đó nó lên màu đỏ rất là chất lượng ha thì anh em nào mà muốn mua làm giống sở hữu á thì anh em có thể liên hệ qua zalo cho mình ha cái số điện thoại mình để bên cái góc phải màn hình đó anh em thì cũng như cái cách thức giao dịch ở bên mình là như thế này nha anh em là anh em có thể mình có mình có ship code cho anh em ha anh em lúc mà nhận hàng thì anh em được quyền kiểm tra hàng của mình mua ha anh em được quyền kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán cho shipper ha và cái phí ship của bên mình, mình là 40k ship toàn quốc nha anh em là phí ship 40k ha và đơn mình ship từ 200k trở lên nha anh em đó đơn từ đơn đơn của mình ship mà từ 200k trở lên nha và phí ship sẽ là 40k ha còn anh em nào mà mua đơn từ 500k trở lên thì bên mình sẽ hỗ trợ phí ship là miễn phí ship nha anh em. Và đặc biệt, đặc biệt là cái thùng shop ở bên mình á là mình gửi tới gửi tới tay anh em là mình không có tính tiền cái thùng shop cho anh em ha, mình miễn phí nha. Đó. Còn đây là cùng tím mà xây giống nè anh em. anh em thấy cái so sánh với cái, cái ngón tay của mình á thì anh em thấy con cá nó rất là to nha thì do này xe này là cực kỳ là to nha anh em nên là mình bán cái giá cá sẽ giống cho anh em chơi là 80 k một cặp ha tí xíu nữa sẽ có hàng xe tơ cho anh em hàng tơ thì nó sẽ rẻ hơn hàng này nha anh em đó thì ở đây mình có để tên cá và để giá cá trên đây ha thì anh em nào mà muốn mua cá ở bên mình á thì anh em chụp cái màn hình cái dòng cá đó lại anh em chụp cái màn hình cái dòng cá đó lại rồi anh em gửi qua zalo cho mình ha rồi mình sẽ hỗ trợ chốt đơn cho anh em và ship tặng tay tặng nhà cho anh em chơi ha rồi còn đây là Dumbo ghép lưng full Lightenum nha anh em full cái vảy sáng trên lưng cực kỳ là sáng luôn ha dành cho anh em nào mà hô nuôi những cái hồ mà thí sinh hồ nông bộ ao sen trước cửa nhà mình anh em nhìn rất là chất lượng ha chơi những ngày tết này rất là chất lượng luôn đó đuôi màu đỏ đuôi màu đỏ nhìn cực kỳ là đẹp nha anh em cái này là mình nuôi mình quay một cái màu tự nhiên và một cái ánh nắng tự nhiên ở ngoài trời chiếu vô nha anh em đó cái dòng cá này thì 50k một cặp cho anh em nào mà chơi ha nó sẽ rẻ hơn những đợt cá trước đây nha anh em còn cái dòng cá này là dòng cá của mình làm bộ cá tâm quyết nè anh em dòng đỏ h môn ha hắc bds luôn hàng full tier cực kỳ là chất lượng nha anh em do là cá nó còn tơ nên là con cá máy nó chưa có thể nào mà nó bung hết được cái vẻ đẹp của nó nha anh em anh em mà chơi kiểu theo thời gian về lâu về dài thì nó sẽ đẹp hơn cái mình lúc mà cái xe cá của mình ở à đây ha thì mình bán cho anh em chơi là cái giá lẻ là 120k một cặp nha anh em mua được 5 cặp thì mình sẽ bán cho anh em là 500k và kèm theo là miễn phí ship nha anh em đó nếu mà mình mình anh em nào mà chốt đơn trước nhanh sớm hơn thì mình có dư một số hàng á như là máy game đó anh em máy game thì mình sẽ gửi tặng kèm theo cho anh em chơi ha còn máy ghi bông thì mình bán cho anh em ha đó và chống ghen và chống ghi bông thì mình có đầy đủ luôn thì anh em nào mà muốn bắt chống ghi bông thì anh em nhớ nhắn mình nha đó. Tại vì ở đây mình xếp cho anh em máy ghi bông là mình ship kèm theo uh, chống ghen nha anh em Tại vì con chống ghi bông uh, anh em ít chịu chơi á Tại vì nó khó với máy nên là mình chỉ bán cho anh em kèm theo là con chống ghen thôi Còn con chống ghi bông thì anh em nào muốn bắt thì anh em nhắn tin riêng cho mình ha Rồi còn đây là gồng đỏ Indo nha anh em Gồng đỏ Indo thì cái dòng cá này thì anh em cũng rất là quen thuộc ha Cái màu đuôi nó sẽ đậm hơn của cái gồng đỏ Thái nha anh em Đó Gồng đỏ Indo này mình bán cho anh em chơi là 5 cặp 200k nha tí xíu nữa sẽ có một cái clip máy cho anh em xem mà con cá máy nó cực kỳ là to luôn và nó âm chứng rất là chất lượng nha anh em mình đảm bảo với anh em luôn là cá sẽ đẻ trước tết nha đó cho anh em chơi những cái ngày tết mà kiểu như thư giãn nha anh em những cái dòng cá này thì anh em nuôi theo bài đàn thì cực kỳ là chất lượng ha đó. cái này là cá máy này nè anh em thấy cá máy rất là đẹp nha đuôi khá là to và tròn luôn cái đuôi nó rất là tròn nha anh em và nó có những cái tia nhìn rất là đẹp ha cá này hiện tại nó âm bầu âm trứng rất là chất lượng nha anh em còn đây là dòng HP Tèo nha anh em HP Lupitel ha cái này là mình cái này là chơi con cá trống nên là mình chỉ quen cái trống cho anh em xem thôi ha cái dòng cá này hẳn gì mình cũng không đủ bán nha anh em cái này là cái tơ mình lựa những cái con trội mà tiễn tiễn mình tiễn lên mình bán cho anh em á thì cái dòng cá này mình bán cho anh em chơi là với cái giá cũ ha cái giá cũ là 70 k một cặp nha anh em do là cái cá nó chất lượng á nên là mình không có bán xả rẻ cho anh em chơi được nha cái bộ cá này là từ trong cái bộ game cá thi đấu ra nha anh em anh em nào mà từng chơi những cái dòng cá mà thi đấu thì sẽ biết cái bộ game này ha nhìn có cái đuôi con cá nó rất là to nha anh em đây là cá to nha anh em nuôi theo kiểu một thời gian lâu dài nha thì con cá trống nó sẽ cái đuôi nó sẽ to hơn hiện tại nha anh em đó còn đây là blue thật săn Blue thật săn thì cũng nhiều anh em biết rồi ha Thì cái dòng cá này rất là trâu bò nha anh em Cá nuôi ngoài trời cực kỳ là khỏe luôn Đó như là mình nuôi ngoài trời Như là ngoài nắng nó, nó chịu được Trời nắng trời mưa anh em Và ở đây mình nuôi là không cần oxy nha anh em Đó anh em nuôi thí sinh là mình không cần oxy ha Nó chịu nó vẫn sống tốt cho anh em ha cái này nó có lúc mà trời nắng á. trời nắng thì nó có chiếu cái đầu xanh nhìn rất là chất lượng nha anh em, nhìn rất là đẹp ha. Thì cái dòng cá này mình bán combo cho anh em chơi là 5 cặp, 5 cặp 150k nha anh em, rất là dễ chơi cho anh em ha. Đó, thì ở đây mình ship đơn từ 200k trở lên nha anh em, anh em lưu ý nha, mình ship đơn từ 200k trở lên và phí ship toàn quốc là 40k nha anh em. Anh em được quyền kiểm tra trước khi thanh toán cho shipper ha. Đó, mình sẽ hỗ trợ cho anh em về những cái vấn đề đó ha. Và mình sẽ bảo hành cá sống khỏe tới tay anh em luôn. Nếu mà anh em nhận cá có vấn đề gì xảy ra thì bên mình hoàn toàn chịu trách nhiệm hết ha anh em nào mà đã từng mua cá ở bên mình rồi kiểu như là mua nhiều lần thì sẽ biết những cái cách thức giao dịch ở bên mình ha rất là chất lượng nha anh em đây còn đây là gồng đỏ lưng Latinum nè cái đánh đó đá trên nó có một cái lưng bảy kim tiến nhìn rất là đẹp nha anh em luôn ngoài trời nhìn rất khá là chất lượng luôn cái dòng cá này cũng tương đối là rẻ tiền cho anh em chơi nha nên là mình sẽ bán theo combo cho anh em chơi là năm cặp 150k như thế này ha anh em thì cũng tí xíu nữa sẽ có một cái clip máy cho anh em xem còn đây là clip chống nha em, clip chống ở trên lưng nó có một cái vảy lên nên em nhìn rất là chất lượng ha Hôm bữa có một vài anh em hỏi mình cái cách thức nuôi cá con như thế nào mà mau lớn á Thì ở đây là mình cho ăn bằng trùng chỉ nha anh em Full trùng chỉ và Artemia nha đó Trùng chỉ và Artemia thì hai cái dòng, hai cái thức ăn nó hỗ trợ cho cá con của mình nó mau lớn hơn á Nhìn Lúc mà còn nhỏ thì anh em cho anh full dùng chỉ Actamia Thì lớn lên cái body con cá nó sẽ bự nha nè Vậy nó sẽ nuôi được cái vây và đuôi nó sẽ to hơn nha chất lượng hơn là mình cho ăn cám nha và nó lanh hơn nữa Anh em cho ăn cám thì nhìn con cá nó không có lanh bằng Actamia được Anh em mà cho ăn thì con cá nó rất là lanh luôn Thì đa số, đa số là mình ở đây mình cho ăn trên hồ kiến Là mình cho ăn Actamia nha Trong lúc mà mình phơm cá Mình phơm cá thì mình phơm Actamia cho con cá nó bùng vây và bùng đuôi ha đó, còn đây là gồng tím tơ nha anh em gồng tím tơ thì 50 k một cặp cho anh em nào chơi ha anh em chơi thì anh em chụp cái màn hình anh em gửi tin nhắn qua cho mình ha dòng cá này không đủ bán nha gồng tím này là mình không đủ bán luôn á gồng tím với gồng xanh nữa cái khá là nhiều anh em thích chơi những cái dòng gồng kiểu như nuôi phong thủy anh em kiểu như mạnh như gồng á nên là anh em hay nuôi phong thủy những cái dòng cá đó lắm thì anh em nào muốn mua thì anh em nhanh tay liên hệ qua zalo cho mình ha mình sẽ chốt đơn gửi tới gửi tới tay cho anh em còn cái dòng này là dòng gin mốt nha nè gin mốt này do là cá nó còn tơ nên là mình sẽ bán giá rẻ hơn những cái đợt trước đây nha Đó. thì anh em nuôi kiểu thêm một thời gian lâu dài Và cá nó sẽ đẻ và cá nó sẽ bung bự hơn thì cái xây cá nó sẽ bự hơn nha anh em còn đây là cá tơ nha cá tơ thì mình bán cho anh em chơi là 40 k một cặp như thế này ha đó, cá và giá thì mình có để trên màn hình cho anh em xem tham khảo nha. Ở đây mình báo giá trực tiếp cho anh em luôn. Nếu mà anh em thấy ok thì anh em cứ cứ việc liên hệ qua Zalo cho mình hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình để chốt đơn ha. Đó, rất có chất lượng nha anh em. Còn đây là dòng nha anh em, Ibugi Hmon BDS nha. Hàng này là hàng tỷ bên mình nha anh em. Đó. Anh em thấy cái con trống cái đuôi D cái đuôi hình D đuôi tròn đuôi to nhìn khá chất lượng ha. Và cái vây cực kỳ là to luôn anh em. Và cái màu này cái màu cái bảng màu của cái bản màu ngà voi á nè cái ngà voi á nên là nhìn nó khác cái với gồng tím nha anh em mặc dù là nó có cái vảy là luôn nhưng mà nó sẽ khác hơn ha nhìn nó rất là chất lượng nha anh em nó ngầu hơn ha thì cái này mình bán hàng tỷ cho anh em chơi là 150 trăm năm một cặp nha hàng này mình không có nhiều nha anh em tầm hai ba chục cặp à anh em nào mà có mua thì anh em nhanh tay liên hệ qua cho mình nha đó ghi này cũng khá là hot trên thị trường nha anh em nhìn rất là chất lượng ha cái bản đuôi nó cực kỳ là to luôn rồi còn đây là dòng Abino Full Gold đó, Abino là mắt đỏ nha anh em. À, còn Full Gold là anh em thì cũng biết rồi ha. Đó, Full Gold thì đó giờ anh em chơi mắt đen thôi nhưng mà ở đây thì của mình là mắt đỏ nha anh em mà đặc biệt hơn là mắt đỏ thần chủng nha anh em, mình bao cho anh em luôn là để con ra là hoàn toàn là mắt đỏ hết nha. Đó, khá là chất lượng. Thì cái dòng cá này mình bán cho anh em chơi là 40k một cặp nha anh em. Hàng này mình cũng không có nhiều nha anh em, lâu lâu thì mình mình mới lên được tầm 3 40 cặp mà. Nên là anh em nào mà có săn được thì anh em nhắn qua Zalo cho mình nha. Hôm bữa cũng có vài anh em hỏi mình á nhưng mà mình không có hàng để bán cho anh em nhưng mà hôm nay anh em có xem được cái clip này anh em liên hệ lại Zalo cho mình ha. Tại vì cái Zalo của mình nó nhiều người nhắn tin đó anh em nên là mình không có kéo tìm được được lại cái tin nhắn á. Anh em thông cảm giúp mình ha. Rồi còn đây là bộ lưu tu ghi bông fincy, tay bê bấm nha anh em. Cái dòng cá này mình sẽ xả theo combo cho anh em chơi nha, mình không bán lẻ một hai cặp nha anh em. Mình mình sẽ xả theo combo là 5 cặp 350k nha. Cái này là fincy cực kỳ là chất lượng nha anh em. Fincy cũng hầu như là gần như là dày nha anh em, khá là chất lượng nha. Đó. 5 cặp 350k thì có 70k một cặp anh em nhìn nó khá là rẻ. Thật hồi trước đây mình bán 100 120 một cặp, nhưng mà bữa nay mình xả cho anh em chơi là 5 cặp ha, 5 cặp 350k cho anh em chơi nha. Anh em thấy cái máy rất là chất lượng nha. Anh em nào mà có nhanh tay được anh em liên hệ qua Zalo nha mình nha. Rồi còn đây là HP Get Go này, hàng này hàng tơ nha anh em, hàng tơ nhưng mà mình sẽ thanh lý hết hồ cho anh em chơi nha. Đó, thanh lý hết hồ luôn thì ở đây thì nó tầm 23 tới 25 con nha anh em, nhưng mà con ở đây thì cái máy, cái máy nó sẽ nhiều hơn cái chấm nha. Đó, à, cái máy nó nhiều hơn cá chấm nha, nhưng mà chấm ít nhưng mà vẫn dí được nha anh em. Một con như là bốn chấm, bốn chấm thì sẽ dí được từ 8 tới 10 con máy ha. Nên nên, nên, là, nên là anh em yên tâm có thể chơi sinh sản được nha thì cái này mình thanh lý hết hồ luôn là 200k nha anh em anh em muốn mua những cái dòng thanh lý này thì anh em chụp cái màn hình lại anh em gửi qua zalo cho mình ha đó, tí xíu nữa sẽ có một có một cái dòng thanh lý nữa nè rồi cái dòng này đâm mua sắt nha đâm mua sắt này thì nó có từ 23 tới 24 cặp nha anh em và nó kèm theo đó là tầm 10 con cá máy và chấm cá tơ nó tầm 10 con đó nha anh em mình sẽ gửi tặng thêm 10 con nó cho anh em ha đó mình thanh lý hết hồ này là 400k nha anh em nào mà gặp được cái video này anh em nhanh tay nha anh em tại, tại vì những cái hàng mà mình thanh lý em thì có rất là nhiều anh em nhắn tin cho mình nhưng mà ai nhắn tin trước thì mình chốt đơn trước nha đó bô mua sắt nha anh em cái này tới nó còn bự nữa nên là anh em cứ việc mà nuôi sinh sản nha sinh sản lên này khá là chất lượng nha anh em cái đuôi nó có những cái quay văn nhìn khá là đẹp mắt ha đó đuôi đỏ đuôi đỏ và tay xanh nhìn khá là đẹp đây, còn đây là dòng full blue air. full blue thì anh em khá là quen thuộc bên mình, mình ha cái này thì mình sẽ bán theo combo nha anh em năm cặp 200 k ha full thân đỏ và hai tơ bay màu xanh nhìn khá là chất lượng rồi clip mình tới đây cũng vậy anh em cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video của mình ha chào tất cả anh em